Chúng ta đã đưa vào được cái bóc layout này, một cái thông tin chi tiết và một cái table rồi nhá. Đây giao diện chúng ta này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào tiếp là cái label và một cái công bóc đúng không? Và hai cái đằng này chúng ta cho vào một panel nhé. Ta khai báo cho thầy từng panel một. Cứ panel là category, là panel product ID đấy. Cứ thế mà đưa vào. Em khai báo tiếp này. Ở đây là cái vùng trên đúng không? Đưa vào cái đây box vùng trên này, box center nhé, đây là box center này. Rồi ta tiếp tục này, dòng category nhé. Trong category chúng ta dùng một cái zpanel, cứ hai thằng một cái zpanel đưa vào. Zpanel chúng ta đặt là pn category bằng new zpanel. Rồi với một thằng này thì chúng ta cần cái gì ạ? Chúng ta cần một cái label và một cái con bóc đúng không? Với dòng đầu tiên chúng ta dùng một cái lỗi gì đây? Rồi zlabel nhé, lbl category bằng new zlabel. Cái tag này, tên tag là gì ạ? Category 2 chấm. Và một cái con bóc mà gì con bóc gì con bóc chúng ta khai báo gì con bóc và đối tượng đưa vào đây là một cái gì đúng không? Thường thường người ta sẽ đưa vào đây là một cái category luôn, tạm thời là thầy sẽ đưa vào nó là string này nhá, sau này người ta sẽ gì được thật ta đưa vào nó là category. Chúng ta có lớp category chưa nhỉ? Chưa đúng không? Chưa. Có thì nó sẽ đưa vào luôn, chưa có thôi. CB nhá, tiền số của con bóc là nó CB. CB category bằng new z con bóc. Sau đó chúng ta dùng cái panel này chúng ta add vào nhé, chấm này, add cả hai thằng vào, thằng thứ nhất là lbl đúng không, thằng thứ hai là category. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ thiết kế cho những thằng còn lại. Bây giờ thì chạy chạy thử nhá, chưa chạy thử được, chúng ta phải add cái panel này vào đó ạ, vào cái box đã. Đây category này, box center đúng không? Chấm s vùng trên, mà vùng trên nó là một panel này. Vùng trên nó bao gồm cả table và box panel, thì cái dòng này ta để ở phía trên nhé. Phía dưới này nó là panel box đúng không? Panel box center chấm này, add vào, add panel category chạy thử. Ở đây nó chưa có dữ liệu đúng không? Thì nó nhảy này đúng không? Không phải đề đâu, mấy cái này là table mà, trong đấy nó chúng ta đưa vào nó đẩy lên đúng không? Nó chưa set size ra thằng này này, chúng ta sẽ đưa vào nó đẩy lên thằng này, nó chưa có dữ liệu thì chúng ta có thể làm
cho nó một ít dữ liệu đi. Category chấm này S có S element không? S element S item nó có S item này. Item là ví dụ như là đèn huỳnh quang này. Xe ô tô, ví dụ thế. Xe máy. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đẩy những thằng khác vào này. Nó không được cân, chưa được cân đối lắm, chúng ta chỉnh xong. Thì đối với những thằng còn lại thì chúng ta tương tự. Ta bảo là một cái dòng gì đấy cũng box center. Dòng tiếp theo là dòng gì ạ? Dòng tiếp theo nó gọi là dòng product ID. Product ID thì nhập á. Có vẻ như không ổn lắm nha. Mã sản phẩm. Dòng tiếp theo mã sản phẩm. À, đó là một product ID đúng không? Product ID. Khai báo cái label của nó này. Product ID này. À, bên phải nó là một cái Z tag field. TT product ID bằng new z tag field. Tôi tạo cho nó khoảng 20. Sau này chúng ta add vào cái panel product ID nhé. Cái này là TT product ID và cuối cùng là add thằng này vào. Chạy thử này. Đó. Rồi. Tiếp theo, cứ để đấy đã. Dòng category xong rồi đúng không? À đây là dòng product ID nhá. Tiếp theo là dòng gì ạ? Tiếp theo là dòng product name. Một cái panel product name này, label product name này, product name đó. TT product name này, panel product name, add cái LVL product name vào. Panel product ID product name, add cái TT vào và cũng box center, add cái parent product name vào. Rồi tương tự như vậy đến dòng tiếp theo unit price quantity, copy tiếp unit price. Dòng unit price này
panel unit line, label unit line, unit line, tt của unit line này. Rồi panel unit line, add cái thằng label vào này. Panel add cái thằng tt vào này. Và cuối cùng là box center add cái panel của unit line vào. Rồi tiếp tục là quantity đúng không ạ? Dòng tiếp theo copy xuống. Quantity. Và sau đó cuối cùng là mô tả đúng không? Quantity nhá. Panel của quantity này. À, LBL này. TT này. Panel này. Add cái thằng LBL của thằng quantity vào này. Sau đấy đến panel quantity này. Add cái thằng này vào này. Và cùng box center add cái panel quantity vào. Rồi, chạy thử nha. Đó, nó đang hơi lồn xồn chút nhỉ. Ok, tiếp tục cái cuối cùng là cái gì à? Diffusion đúng không? Copy một dòng này, diffusion này. Panel diffusion. LBL diffusion. Diffusion này. TT diffusion. À cái này là tag alien này. À, không phải là cái thằng này nhá. À, z tag. Tag a. Đó, tag alien nhá. À, TA diffusion. Bằng new z text area. À nó có hàm tạo column và row nhá, chúng ta dùng hàm tạo column row nhá. À, nhìn vào đây thì chúng ta nhìn thấy là nó khoảng tầm khoảng 3 dòng đúng không? Row column này khoảng 3 dòng và vẫn 20 ký tự. Rồi sau này chúng ta panel của diffusion này gắn vào đúng không? Gắn thằng LBL và TA này. Và cuối cùng là diffusion thằng này vào đây. Ok. Chạy thử này. Đó, rồi. Và cuối cùng là ba cần bấm nhỉ, theo như đúng yêu cầu ba người có chúng ta có thêm ba cần bấm. Ta nhét vào một cái panel nữa nhá. Tạo thêm một cái panel nữa. Copy thêm dòng nữa này. Dòng này chúng ta bảo là dòng 3 nút bấm này. Chúng ta dùng panel nhé. Panel này là
bắt thần nữa. Story button này. Rồi. Trong story button này chúng ta cần phải khai báo cái gì nhỉ? Ba mục bấm đúng không? G button. BTN mục bấm đầu tiên là gì ạ? New, shape và remove. Chúng ta nhìn thấy là có hai bên đều có new và có remove nhá. Mà cái thằng new và remove ở bên trái chúng ta đặt cái gì rồi nhỉ? Cẩn thận không nó trùng nhé. Search cái này, btn. Đó là, đây là btn new case và new update. Rồi chúng ta đã đặt new case và new update rồi nhá. Thì ở dưới này chúng ta đặt thoải mái. Chúng ta đặt là btn new luôn. À, BTN new này là new gì ạ? Thôi để new thôi nhỉ. Yeah. Nó có hai bấm như vậy, thằng new này nó là thằng new bên phải nhá. Bằng này. New G button. Tag luôn. New. Sau này copy xuống hai dòng thôi nhá. New này, shape này. Và remove. Shape, remove. Sau đấy add cả ba nút bấm vào này vào button. Chấm add. Copy xuống ba thằng. Đó. Rồi. Ok, và cuối cùng chúng ta add cái vào cái box này, add cái three button vào đây. Try thử. Đó. À, như vậy thì lệch so với cái thằng giao diện ban đầu một chút đúng không ạ? Thằng giao diện ban đầu nó đang căn được cho chúng ta, nó căn được là gì? Nó căn được là thằng hàng. Mình chưa căn được thẳng hàng, bây giờ mình giải thích cái lỗi căn thẳng hàng. Ok. Ok, mình fix lỗi cái trường hợp là căn nhá, căn đều tương tự như thằng này nhá. Thì mình cho bên trái này nó là một cái khối, cho vào một cái layout, đấy là cái box layout mà hướng EASIC này. Thằng bên phải này cũng là một box layout hướng EASIC. Và cho cả hai box layout hướng EASIC này vào một cái box layout nữa là hướng EASIC nhá. Thì nó sẽ căn đều được tương tự như này. Ta đi sửa luôn này. Như vậy thì cái đoạn này đó, bắt đầu từ phía trên này đúng không ạ? Đây. Thay vì chúng ta ép từng dòng như này thì chúng ta sẽ bây giờ sẽ không ép từng dòng nữa. Và chúng ta sẽ tạo ra ba cái panel. G panel nhá. Đầu tiên là chúng ta bảo là tạo panel. X acid này. Chứa vùng trái, vùng trái G label nhé, G label và vùng phải, phải gì ạ? G tắt nhé. Rồi mình tạo này, G panel này. Panel chúng ta gọi là panel cái form nhập liệu đi nhỉ, form input nhá, input form bằng này
New Zipanen. Rồi, chúng ta xét leo cho nó nha. Đối với trường hợp mà bóc axit thì bóc leo thì chúng ta không không dùng hàm tạo được. Mà chúng ta phải gì? Phải xét cho nó. Chấm xét này. Layout. Trong này chúng ta new box layout. Rồi, nhận vào một cái panel for input nhá. Và hướng là nhớ là hướng này là hướng ngang nhá. X axis rồi. Đó. Ok. Thằng này chứa tổng của hai thằng nhé. Bây giờ phía trong này này. Phía form này nào. Ok. Bây giờ sau khi có thằng này rồi thì chúng ta phải đi tạo hai thằng thằng trái thằng phải đúng không ạ? Đó cũng là một cái zPanel thôi. Panel lab nhá. LBL label đi. Đó cho nó dễ hiểu bằng new zPanel. À nó tương tự thằng phía trên này, tại sao mình lại không copy nhỉ? Được rồi, biết giờ rồi thôi, tí nào copy xong. Chấm này, set layout, thằng này layout gì ạ? Box news, new box layout. Tuy nhiên là hướng gì? À hướng y đúng không? Chúng ta phải hình dung nào trong đầu thì chúng ta mới làm được nhá, mới dễ viết nhá. Tương tự như vậy đối với thằng right, right chúng ta gọi là cái tt đi. Panel right này, bên phải nhá. Và nó là thằng tt, text. Panel right.set layout này, truyền vào panel right này. Và hướng vẫn là e-acid nhá. Rồi, thế bây giờ trường hợp cái thằng e-acid này thì e-acid của thằng label thì chúng ta sẽ add tất cả những cái label của nó vào. Thì ở đây các em cắt những cái đoạn mà chúng ta đã khai báo ở phía dưới lên cho thầy nhá. Ví dụ như là bắt đầu từ cái thằng label gì ạ? Label category này. Đó, cắt lên thôi. Rồi, set now, set now. Form này, set now này. Sau thằng này nhá. Rồi, thằng thứ nhất. Thằng thứ hai là category đúng không? À là cái thằng này đúng nhỉ? Thằng thứ ba là product name. Thằng này đúng không ạ? Thằng thứ tư là thằng unit price. Cắt lên nhá. Thằng thứ năm là thằng quantity. Cắt lên. Thằng thứ 6 là division. Cắt lên thế thôi. Ok. Và cái vùng right đó, vùng right tag ấy thì những cái là như là tag gtag hoặc là combo chúng ta cắt lên. Đầu tiên là chúng ta có cái combo đúng không ạ? Box này. Cắt lên cho thầy nhá. Căn x này. Đó chính là cái vùng này, chúng ta set vào sau nhá, tí nó set sau. E-acid này. Rồi, chúng ta để một dòng dữ liệu mẫu thôi nhá, để hai dòng nhìn nó rối, ba dòng nhìn nó rối, đèn hình quang thôi, ví dụ thế. Sau đấy đến ID nhỉ, TTID. Đây, TTID đây. Cắt lên. Sau đến product. Sau đến là gì? Unit price.
sao đến quần thi? Sau đấy là đến là gì ạ? À, đi vô sân. Rồi, còn ba cái bấm thì chúng ta để vấn đề thế nhá. Như vậy cái dòng panel này chúng ta bỏ nhá, dòng panel category này bỏ nhá. Và không add vào box nữa. À, các dòng này bỏ, dòng này bỏ này. Dòng này cũng bỏ này. Được chưa? Dòng product name này cũng bỏ này. Được chưa? Bỏ hết. Unit price bỏ này. Quantity bỏ này. Description bỏ này, để lại ba đột bấm. Rồi, để lại cái dòng ba đột bấm nhá. Rồi, thì bây giờ ở cái vùng label bên trái này, chúng ta sẽ đưa nó vào thôi. Đưa nó vào cái panel left này. À, nó đang là gì ạ? Nó đang là EASIS đúng không? Add nó vào thôi. Chấm này. Add. Add thằng gì vào đây? Category đúng không? Rồi. Đồng thời là cách trên cách dưới một chút nhá. Chúng ta cách dưới này. Chúng ta add thêm một cái nữa là gì ạ? Chấm này. S. À, gì nhỉ? Box. Chấm. Grid một cái khoảng cách đó mà. À, vertical chút nhá. 10 đúng không? Tầm khoảng 10. Ok, các em copy cho thầy. Hoặc là cho thằng này nằm phía trên đi. Nằm phía trên thằng này đi. Đó, cho nó. Gì đấy? À, cái này không phải là panel, thằng này là panel left nhá. Tuy nhiên thì cho thằng này chúng ta cách ở phía trên trước. Đó. Rồi. Bây giờ copy ra này. Copy ra chúng ta có mấy dòng như này? 1 2 3 4 5 6 dòng, như vậy chúng ta cần thêm 5 dòng nữa. 1 2 3 4 5. À, lần lượt add cái category rồi gì? Product ID. Product name. Unit price. Quantity và description. Đó. Tương tự như vậy đối với thằng rai đúng không ạ? Thằng rai của chúng ta là có những thằng này rồi thì đầu tiên chúng ta cho nó giống khoảng cách giống bên trái nhá, bên label nhá. Các em cho thầy thêm một cái dòng này đã. Đấy. Box.grid này đã. Ok chưa? Và nhớ là ở đây là rai nhá. Rồi, sau đấy chúng ta add cái gì vào? Add này. ADD. Thằng đầu tiên là thằng CB có box. Rồi, sau đấy copy ra 5 dòng nữa. 1 2 3 4 5. Và lần lượt là gì ạ? Con box nhá, product ID này. Product name này. Unit price này. Quantity này. Description này. Rồi. Sau khi chúng ta đã có được cái left và cái right rồi thì chúng ta add cả left và right này vào cái gì? Vào cái form ấy. Panel form. Form input. Đây, panel form input đây. Add cái thằng vào và cái thằng này nó đang là hướng x-axis, có nghĩa là hướng ngang. Đó. Chấm này. Add panel left đúng không? Add panel left trước này. Sau đấy chấm add panel right. Rồi, thế là xong rồi. Sau đấy chúng ta
input xong rồi. Và input xong rồi đưa vào đâu nhỉ? Chúng ta lại đưa vào box center đúng không ạ? Chấm add panel form input này. Đó, sau đấy tiếp tục là đưa vào ba cái nút bấm này. Vẫn giữ nguyên. À, chạy thử lại nhá. Đó, xịn luôn nhỉ. Đúng không? Nhìn chưa? Khác biệt chưa? Ồ, nhưng mà cái category này sao nó lạch thế này? Ok. Chúng ta sẵn sàng nào, sửa gì đây? Chắc là ở trên này thì thêm hai dòng một lúc à? Tên này rằng label category sẽ là cả. Label category Adbox. Diffusion CV category Adbox. Chúng ta bỏ cái click box ở trên category xuống nhá. Đây, bỏ đi. Xong thì nó có. Mình căn chỉnh thủ công chút vậy, biết làm sao đâu. Không nên mất nhiều quá nhiều thời gian vào mấy cái tiểu tiết này nhá. Rồi. Thì như vậy thì nó đẩy cái thằng unit price xuống một chút nữa. Unit price ở đây chúng ta cái em cho thầy hai dòng đi đúng không? Đó, tạm thời tương đối này thôi nhé. Phía trên cái thằng product name này các em có thể cho thêm 5 thôi đó, cho nó cân cân chút được. Product name này cho thêm hoặc là tại sao này không cho nó thành 20 luôn mà làm mà tại sao phải cho như thế, cho hai dòng, thằng này là 15 đúng không? Rồi tương đối thế thôi. Unit price mà nó dài quá thì không lên 20 thì có thể là 17, 18 gì đấy. Rồi nhá. Thầy dừng cái đoạn này. Thêm sửa giao diện ở đây nhá. Tương đối thôi. Chúng ta đi làm cái việc chỉnh ra là để nó thêm sửa xóa được cái danh mục sản phẩm này gồm có category và gì ạ? Và chi tiết sản phẩm.